cùng xem cô gái xếp hàng mua bánh nhé. Ơ, cô định làm gì thế này? Cô giấu tiền kỹ quá hả? Thật thâm phục cô quá. Là đàn ông thì phải có quỹ riêng chứ. Nhưng vợ là khắc tinh đấy. Và bạn phải giao nộp thôi. Phải có cách để giấu hiệu quả. Cắt thú nhồi bông ra. Bỏ vào đấy một hũ nhựa. Giờ bỏ tiền vào đấy. Hy vọng là an toàn. Và cùng xem nào. Cô vợ không phát hiện rồi. Bài học cho cô gái trẻ. Cô để tiền không kín đáo chút nào. Tiền đã bị lấy đi rồi cô gái ơi. Ngụy trang hay quá rồi. Thế thì sao anh bạn dám lấy chứ? Bài học cho cô gái không cẩn thận. Và anh chàng chú ý đến túi xách cô. Thôi xong rồi. Đã muộn rồi cô gái ơi. Hãy lấy khăn giấy trong hộp ra. Và bỏ tiền vào đấy. Lần này chắc anh bạn thất vọng rồi. Và cô ấy đã thành công. Bài học cho cô gái thích khoe tiền. Và tiền không cánh mà bay. Hãy dùng sợi dây buộc vào đuôi. Giờ thì nhét tiền vào đây. Bài học cho cô gái không giấu tiền. Và cô ra ngoài để túi xách lại. Anh bạn lấy tiền và chuồn đi. Giờ phát hiện đã muộn rồi cô gái. Cắt phần ruột cây son ra. Cuộn tròn tiền và nhét vào đấy. Lớp ngụy trang hoàn hảo. Làm gì đấy? No. Lần này không may cho anh rồi. Cô bạn cần đi vệ sinh. Cơ hội của anh đến rồi đấy. Nhưng chẳng có gì cả. Biết ngay mà, con gái giấu tiền kỹ lắm. Mất tiền rồi cô gái ơi. Giờ bạn tháo ruột viết ra.
cuộn tròn tiền và nhét lại vào bút. Thông minh đấy! Cẩn thận kìa cô gái! Tiền cô bị lấy mất rồi còn đâu chứ? Có vẻ đã có cách rồi. Cắt chiếc khăn ra. Bạn may nó lại như chiếc túi nhỏ. May vào bên trong quần. Giờ bạn yên tâm rồi nhé. Cảm giác bị vỡ lấy tiền thật đau. Ám ảnh ta cả trong giấc mơ. Cần có cách để giấu tiền. Hãy bỏ tiền vào túi zip. Và giấu vào khe hở máy giặt. Đúng lúc cô vợ giặt đồ kìa. Anh chàng có vẻ tự tin. Đúng hơn là anh đang chờ đợi. Anh chảy mồ hôi nhiều thế. Giờ phút hồi hộp đã đến. Lần này anh may mắn đây. Sở thích phụ nữ là đếm tiền. Nhưng họ cũng là chuyên gia giả vờ đấy. Cô bạn này tốt tính nhỉ. Lại tiếp tục đếm tiền nào. Lần này không may rồi nhé cô gái. Chia sẻ tiền là việc làm khó khăn. Nó khiến bạn đau lắm. Cô gái có cách giấu tiền hay nè. Lấy ốp lưng điện thoại ra. Bỏ tiền vào và đẩy ốp lưng là xong. Đã đến lúc tính tiền rồi. Cô gái này xài thẻ. Nhưng ở đây chỉ nhận tiền mặt. Rất may cô bạn có đấy. Thank you. Chiếc mũ độc đáo quá. Các tấm bìa BU vàng thành tròn. Dán dây kéo ở chính giữa. Và dán tấm bìa vào trong mũ.